Cuộc chạy trốn. Thuở xưa, ở vương quốc nọ, có nàng công chúa Louisa xinh đẹp lại thông minh, cá tính. Suy nghĩ của nàng luôn khác xa những nàng công chúa khác. Một ngày nọ, một vương quốc nhỏ bé muốn cầu thân với vương quốc hùng mạnh của nàng với hy vọng có thể thiết lập mối giao hảo bằng việc cầu thân. Vua cha đã quyết định để Louisa kết hôn với vị hoàng tử của đất nước xa xôi ấy. Không được, ta không thể để vua cha an bài cuộc đời của ta như vậy. Bằng mọi cách, ta phải thoát khỏi hôn sự này. Em sẽ giúp ta trốn đi chứ. Công chúa, hôn sự này dẫu sao vẫn môn đăng hộ đối. Tại sao người lại muốn trốn đi? Ta không muốn cả đời sống bên cạnh một người ta không yêu. Nếu có thể đổi cuộc sống vinh hoa phú quý này lấy một tình yêu đích thực thì ta cũng bằng lòng. Công chúa, nếu người đã muốn trốn chạy khỏi hôn sự này đến vậy thì... em xin đi thay cho người. Đúng rồi. Ở cái đất nước hẻo lánh xa xôi này, chẳng ai biết công chúa Louisa trông như thế nào. Đám tùy tùng đi theo chúng ta thì cũng chỉ cần chút vàng bạc châu báu là có thể khiến họ im lặng rồi. Nhưng mà em chịu giúp cho ta sao? Chuyện nhỏ này có lại gì với tấm ân tình của công chúa đã dành cho em bấy lâu nay chứ? Công chúa ơi là công chúa, chỉ có cô ngây thơ mới từ bỏ cái vương miện danh giá của mình thôi. Nếu chuyện hoán đổi này lộ ra, em sợ cái mạng của em khó lòng giữ được. Vì vậy, em khẩn cầu công chúa, hãy hứa là không bao giờ nói chuyện này với ai biết. Xin người đó. Ta hứa với em, ta sẽ không kể chuyện này với bất kỳ ai. Nếu trái lời, trời cao sẽ tùy ý trừng phạt ta. Đúng theo kế hoạch, Louisa và cô hầu gái hoán đổi cho nhau trót lọt mà không bị bất kỳ một ai phát hiện. Mình sẽ theo hầu em ấy một thời gian, đợi đến ngày hôn lễ diễn ra, nhưng lúc đông người, mình lén ra khỏi đây, sau này có thể sống cuộc đời mà mình mong ước rồi. Các người ra ngoài hết đi, còn em, ở lại đây. Dạ, thưa công chúa. Ôi, ta đã đứng cả ngày nay, mỏi nhừ hai chân rồi. Ngươi, đứng dậy, từ hành xử đến xưng hô, đều không thể tùy tiện như vậy được. Ngươi phải luôn nhớ, ta là công chúa, còn ngươi chỉ là kẻ hầu người hạ thôi. Vâng, thưa công chúa. Tuy ngươi đã hứa không kể với ai bí mật này, nhưng mọi việc có thể vì sự thiếu thận trọng của ngươi công mà bại lộ. Đang làm gì thế? Công chúa, ta có món quà đặc biệt rất muốn mang đến cho nàng. Sao người lại vội vã quá vậy? Chắc hẳn món quà này rất là đặc biệt. Wow, thật là đẹp quá à. Nàng hãy ngồi xuống đi, ta giúp nàng đi giày. Không được, cỡ chân của mình lớn hơn của Louisa rất nhiều. Thôi, không đâu, em... Tại sao chân nàng lại thô ráp như vậy? Nàng quả là một công chúa đặc biệt. Có lẽ nàng đã đi đến rất nhiều nơi, tự mình khám phá rất nhiều điều thú vị. Mọi thứ đã in dấu trên đôi chân xinh xắn của nàng. Có lẽ hoàng tử đã yêu em ấy mất rồi, nên đến những khuyết điểm trong mắt chàng cũng trở nên xinh đẹp. Đôi giày chết tiệt này, sao lại chật thế không biết. Được rồi, để có thể đeo vương miện và đi trên thảm đỏ thì sự đau đớn này có là gì? Hoàng tử thật là chu đáo, chàng luôn quan tâm em muốn gì, thích gì, thật sự khiến em không còn thấy xa lạ ở chốn này nữa. Có lẽ nàng không còn nhớ, nhưng trước kia, khi còn rất nhỏ, chúng ta đã từng gặp nhau trên cầu Luna. Ta đã hứa sau này sẽ bảo vệ nàng, cuối cùng thì mong ước đó cũng thành hiện thực rồi. Trời ơi, thì ra cậu bé năm xưa chính là hoàng tử sao? À, vết thương trên cổ tay của nàng giờ nó còn không? Mà nàng còn nhớ người đã làm nàng bị thương chứ? Là vết thương trên cổ tay phải, thưa công chúa. Đúng vậy. Sao ta có thể quên cái kẻ hỗn xược ấy dám làm ta bị thương? May sao vết thương này đã lành lặn. Nếu không, ta sẽ nói với phụ hoàng trừng phạt hắn ta thật nặng. Công chúa, thật ra mọi chuyện không phải là như vậy. Thật ra những chuyện không vui như vậy em vốn không có để bụng đâu. Giờ không sao thì tốt rồi. Nàng quả là cô gái giàu lòng vị tha. Em ấy không biết chính hoàng tử là người gây ra vết thương ấy trong lúc vô ý. Không biết những lời nói vừa rồi có khiến hoàng tử buồn lòng không? Không ngờ hoàng tử và Louisa đã từng gặp nhau thổi nhỏ. Cô ta còn ở đây ngày nào thì ta còn phải thấp thỏm ngày ấy. Vả lại cũng không thể tin vào lời cô ta được nữa. Cứ như vậy, sự ghen tức và nỗi sợ hãi trong công chúa giả ngày một lớn hơn. Nàng ta quyết định phải diệt trừ mối họa này để tránh hậu họa về sau. Hãy bắt ả ta giam lại, chính cô ta đã âm mưu sát hại công chúa. Em
Em... Nàng ta bày mưu tính kế để vu oan cho Louisa tội mưu sát công chúa và đẩy nàng vào ngục tối. Hoàng tử, ta cho nàng một cơ hội để nói ra tất cả sự thật. Nếu không chịu nói, nàng sẽ mang tội mưu hại công chúa. Không nhận cái chết thì cũng sẽ bị đày đến chốn cùng cực lao dịch. Ta đã hứa sẽ không tiết lộ mọi chuyện với ai. Trời xanh chứng giám, ta không thể thất hứa được. Nếu người đã muốn đưa ta vào chỗ chết thì ta... Nếu vậy, ta cũng không còn lý do gì để giúp nàng nữa. Nàng vì giữ một lời hứa mà cam chịu khổ cực. Nếu nỗi uất của nàng đã không thể kể với ai thì hãy kể với ánh trăng sao đêm nay, nàng sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Ánh trăng tự do ơi, ta phải làm gì đây? Ta vốn là một công chúa ngốc nghếch, sẵn sàng hoán đổi vị trí với hầu gái của mình để có được sự tự do. Nhưng giờ đây... Thật, đôi giày đẹp như vậy nhưng lại làm theo cỡ chân của Louisa. Nếu không phải hoàng tử muốn thì hôm nay mình cũng chẳng đi nói làm gì. Nàng nghĩ xem, ta nên làm gì với cô hầu gái của nàng? Chàng hãy giúp em trừng phạt cô ta thật nặng vào. Tốt nhất á là ban cho cô ta cái chết. Hoặc không, hãy đưa cô ta đi càng xa càng tốt, để cô ta chịu đầy ải, lao dịch chẳng hạn. Trời ơi, không, đôi giày... chân của em. Đôi giày này vốn được thiết kế đặc biệt dựa vào cân nặng kích cỡ chân của công chúa, vốn không thể vỡ được. Rất tiếc nàng chỉ là công chúa giả thôi. Không, chàng nói cái gì vậy? Vậy vết sẹo lớn trên cổ tay phải của công chúa đâu? Người có biết ta chính là cậu bé đã làm tay công chúa bị thương không? Lời nói dối lúc đó của ngươi vốn đã khiến ta nghi ngờ. Sau khi âm thầm điều tra mọi chuyện, ta đã tìm ra lời giải đáp cho tất cả. Ngươi hãy quay về với vị trí của mình đi. Người đâu, bắt lấy kẻ giả mạo này tống vào ngục giam và lập tức đưa công chúa thật về cung. Không, ta mới là công chúa thật mà. Cô ta đã hứa không kể với ai chuyện này, cô ta nhất định sẽ bị trời phạt. Tại sao chàng lại biết chuyện này? Nàng muốn giữ lời hứa của nàng và nàng hoàn toàn không hề thất hứa. Còn ta cũng chỉ làm mọi chuyện để giữ lời hứa sẽ bảo vệ nàng mà thôi. Nàng không thất hứa và ta cũng vậy. Cuối cùng ta cũng tìm được người mà ta muốn bên cạnh cả đời rồi. Vụ bắt cóc tiền tỷ. Trời ơi, con gái tôi, tại sao bọn chúng lại nhẫn tâm bắt cóc một đứa trẻ như thế? Alo, thế nào ông Mạnh? Đã có đủ 1 tỷ chưa? Con gái tôi sao rồi? Các người không làm gì nó chứ? Ông yên tâm, từ giờ đến lúc nhận đủ 1 tỷ, tôi sẽ chăm sóc nó chu đáo. Đúng 3 giờ chiều mai giao tiền. Ba ơi, mẹ ơi, mau cứu con. Alo, alo. Sao, bọn chúng nói gì? Chúng nói đúng 3 giờ ngày mai phải giao tiền. Kiếm đâu ra 1 tỷ trong thời gian ngắn như thế bây giờ? Mai không giao tiền, con bé sẽ nguy mất. Chúng ta báo cảnh sát đi. Bọn chúng đang theo dõi chúng ta, không thể báo cảnh sát được. Trời ơi, làm thế nào bây giờ? Con ơi! Bọn bắt cóc này thật không đơn giản. Ngày 23 tháng 12 vừa qua, xảy ra một vụ bắt cóc trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy đã giao tiền chuộc đúng hẹn, nhưng bọn bắt cóc vẫn chưa chịu thả người. Hiện cảnh sát đang tăng cường điều tra. Trời, bọn bắt cóc giống nhau lắm. Trao tiền cho chúng, cũng chắc gì con bé được thả ra. Làm thế nào bây giờ? Mình phải làm gì để cứu con bé đây? Trời ơi! Phải rồi, mình sẽ làm như thế. Cơ hội con gái được cứu chắc chắn sẽ nhiều hơn. Ai cứu được con gái tôi thì 1 tỷ tiền chuộc sẽ là tiền thưởng cho người ấy. Ông ta đã đổi tiền chuộc thành tiền thưởng. Giờ chúng ta có thể giả dạng người hùng giải cứu
đưa con bé về nhà. Như vậy số tiền chuột kia sẽ về tay chúng ta thôi. Ý kiến hay đấy. Không được, biết đâu đây là một cái bẫy. Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Bây giờ chỉ việc mang nó đến là nghiễm nhiên được 1 tỷ. Vậy thì tại sao phải khổ thế chứ? Tất cả im đi. Tao đã quyết rồi, vẫn theo kế hoạch mà làm. Nhưng chúng em nghĩ là... Hay thôi, chúng em xin rút. Cái gì? Muốn làm phản à? Chết này! Chết này! Chết này! Chú ý, mục tiêu là ngôi nhà hoang ở ngoại thành, đường số 5 quốc lộ 3. Người dân báo ở đó đang xảy ra ẩu đả. Alo? Sao? Con gái tôi được cứu rồi ư? Ôi, con gái! Ba, mẹ, con đây rồi. May quá, con nhớ ba mẹ lắm. Thôi ba mẹ đây rồi, đừng sợ con. Giỏi thật, từ tiền chuột trở thành tiền thưởng, quả là người sáng suốt và táo bạo. Ta là cỏ, ta mạnh mẽ. Ôi, dễ chịu quá, không tối tăm như trong lòng đất nhỉ? Ôi, cuộc sống tuyệt vời thật, mà kia là cái gì vậy nhỉ? À, đó là cầu vồng, thường xuất hiện sau mỗi trận mưa. Bé con, em mới mở mắt nhìn đời, nên thấy cái gì cũng đẹp. Từ từ rồi em sẽ thấy cuộc đời này... Thôi nào, anh đừng nói thế. Để cho cỏ em vui vẻ đi. Nó còn bé mà. Anh chị nói gì vậy ạ? Không có gì đâu em ạ. Rồi em sẽ thấy cuộc sống đẹp dương nào. Thật thế à chị? Ôi, mát quá. Cái con vật này mới đáng yêu làm sao. Đôi cánh của nó thật là xinh đẹp. Ôi, nhột quá. Em phải quen dần đi, đó là những chú bướm, chúng thi thoảng lại hỏi thăm em đấy. Còn nhiều người khác nữa hỏi thăm cơ, không phải chỉ ông với bướm đâu. Nào, nhanh tay lên anh em ơi. Ôi, đây là những bạn gì đấy hả anh chị? Họ đi đâu mà đông thế? À, đó là những bạn kiến, ngày nào cũng chở lương thực qua đây, họ làm việc hăng say lắm. Những bạn kiến chăm chỉ quá. Anh chị ơi, được sinh ra trên đời thật là vui. Ôi, đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Tiếng gì vậy nhỉ? Cái gì thế nhỉ? Đau quá. Có em có sao không? Cái gì mà nặng thế anh chị? Dậy đi em, cố gắng đứng dậy đi. Em đau quá. Cái gì mà khủng khiếp vậy ạ? À, đó là những bước chân đấy. Chúng ta thường xuyên bị những bước chân như vậy dẫm lên. Nhưng đừng lo, rồi em sẽ quen dần thôi mà. Cố lên đi em. Ôi, thật là kinh khủng. Á! À! Lũ trẻ này, sao hôm nay chạy qua đây suốt thế? Có em, có sao không em?
Em không sao. Ôi, cái lưng của em. Á, sao vậy em? Ôi, em bị gãy tay rồi. Cố lên em, rồi sẽ lành nhanh thôi mà. Em thấy chưa, anh đã nói rồi mà, cuộc sống không phải lúc nào cũng như em muốn cả đâu. Đừng nói gì cả. Có việc gì thế ạ? Ờ, không có gì đâu em. Á, á, đau quá, đau quá. Em cuột hết cả ngọn rồi. Ơ, anh chị cũng thế à? Thế này thì sống sao nổi? Có đau không em? Anh chị còn hỏi nữa. Em chết lặng cả người đây này. Sao hết bị giẫm bẹp, lại bị gặm rủi thế này? Ôi, em sợ lắm. Cái gì thế hả chị? Cuộc sống của mình là vậy đó em. Đó là con bò. Nó phải nhờ có mình mới sống được. Đấy là niềm tự hào của họ hàng nhà cỏ chúng ta. Và cũng là sự kiên cường vươn lên trong cuộc sống. Chỉ ngày mai thôi, chúng ta lại vươn cao mạnh mẽ hơn. Không bao giờ được gục ngã. Em sẽ không thể gục ngã. Phải rồi, cố lên em. Anh chị ơi, xem này, áo em giờ đã chuyển một màu xanh khác. Phải rồi, sau những khó khăn, chắc chắn em sẽ cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn và khỏe mạnh hơn. Tình anh thương yêu. Mẹ, mẹ đi làm về rồi à? Mẹ có mệt lắm không ạ? Trời, con chưa ngủ à? Mẹ làm con thức giấc phải không? Không, con chưa ngủ. Sao vậy? Con bị ốm à? Không ạ. Con ôm cái gì trong chăn thế? Búp bê ở đâu mà con ôm ngủ vậy? Dạ, dạ, anh hai mới cho con hồi chiều. Anh hai lấy đâu ra mà cho con? Anh hai bảo là mua ở tiệm sách lớn gần trường. Con búp bê đẹp thế này, chắc đắt lắm. Tiền đâu ra mà nó mua cho con bé nhỉ? Mẹ thấy nó có đẹp không ạ? Ờ, đẹp. Thảo nào tối nay con không ngủ, vì mừng quá phải không? Dạ, vì lần đầu tiên con có búp bê mà mẹ. Ừ, tại nhà mình nghèo quá nên... Mẹ biết không, chiều nay các bạn trong xóm xúm lại nhà mình chơi búp bê đấy. Ừ, mẹ biết rồi. Thôi, con ngủ đi. Dạ. Tội nghiệp thằng bé, chắc vì thương em quá nên mới làm chuyện đó. Nhưng không được. Út ơi, nhanh lên, không muộn bây giờ. Mẹ ơi, chúng con đi học đấy ạ. Ừ, các con đi nhé. Em ở nhà ngủ ngoan nhé. Chị đi học, trưa chị lại về. Nhớ đừng đi đâu chơi nhé. Con chào mẹ, con đi học. Chào chị. Con búp bê này có phải ở quầy của chị không ạ? Ồ, phải rồi. Mà sao em? Dạ, chẳng là chiều qua thằng bé nhà em, nó đem con búp bê này về tặng cho con bé Út. Vậy sao giờ em lại mang nó tới đây? Muốn trả lại nó cho chị à? Dạ, không phải em trả đồ. Mà em xin trả tiền.
Tiền gì hả em? Dạ, tiền mua. Chắc là thằng con em lấy búp bê của chị mà chưa trả tiền. Nó nói với em thế à? Dạ không, vì nhà em cũng không dư giả gì. Em chỉ sợ nó trẻ người non dạ, thiếu suy nghĩ, lỡ lấy con búp bê mà chị không biết. Tức là em nghĩ con mình lấy trộm đồ, thế trước đây nó hay ăn cắp à? Dạ không, không có đâu ạ. Chẳng qua tự dưng nó mang con búp bê về, nên em mới nghĩ... À, thì ra là vậy. Mà này, em có nhìn thấy mấy cái lồng chim treo ở đằng kia không? Dạ, có ạ. Hơn tháng trước, cậu con của em bữa nào đi học về cũng đứng tần ngần trước quầy của chị, nhìn con búp bê này một lúc rồi buồn thiu đi về. Chị thấy lạ, hỏi thì nó bảo muốn tặng con búp bê này cho em gái mà không có tiền. Trông thằng bé tội nghiệp, chị động lòng thương, nên chị mới dẫn nó đi gặp chồng chị, xem có việc gì có thể cho nó làm không. Em nhìn kỹ những chiếc lồng chim ấy đi, những chiếc nan ấy đều do bàn tay nó làm đấy. Thật, thật vậy sao chị? Đúng, thằng bé nhà em thật cần mẫn. Nó đã làm cho đủ tiền để mua bằng được con búp bê này đấy. Em à, món đồ chơi tuy bình thường, nhưng chị nghĩ nó thật vô giá với mẹ con em. Hãy giữ nó cho đẹp mãi. Em cảm ơn chị. Suýt chút nữa thì em trách nhầm thằng bé. Thôi, em xin phép về. Thầy giáo chăn trâu. Tứ thư, ngũ kinh, hiếu kinh, coi như chẳng còn sách thánh hiền nào ta chưa thông tỏ. Tứ thư, ngũ kinh, đâu phải tất cả sự học trên đời mà cậu tự hào làm vậy. Cậu cũng là người đàn sách, sao lại nói vậy? Những án sách ấy chẳng phải đỉnh cao sự học rồi hay sao? Đời sống bao la, ngoài tứ thư, ngũ kinh, hiếu kinh, còn biết bao điều phải học. Khổng Tử từng dạy, ra đường, trong ba người, thế nào cũng có một người làm thầy ta. Tôi e rằng, ra đường có gặp tới 300 người, cũng chẳng ai làm thầy tôi được. Đã thế, ngày mai ta thử phi hành xem sao. Ông ấy rất nhiều học trò theo học, rất có thể kiến thức hơn người. Ta đến hỏi thử xem. Bẩm, chào thầy. Tôi là học trò phương xa đến, thấy học trò của thầy rất đông và học rất say sưa. Xin cho hỏi, sách thầy đang dạy là sách gì vậy? Các trò của ta đang luận kinh thi. Vẫn chỉ là kinh thi, những sách vở ta đã nằm lòng. Thưa thầy, những sách thánh hiền ấy tôi đã học qua. Xin chào thầy. Tránh đường cho phu ông. Anh kia, có nghe thấy gì không mà đứng ngay giữa đường như thế? Này, cậu là ai thế hả? Có biết ta là ai không? Dạ, ta là phú ông giàu có và có tài làm giàu nhất xứ này mà cậu không biết ư? Biết bao nhiêu người trên ngược dưới xuôi về đây cầu cạnh được học cách làm giàu của ta đấy. Vậy xin đức ông bật mí đôi chút cho kẻ hèn này cách làm giàu được không ạ? Cậu tưởng dễ thế à? Còn phải 7 bồ cám, 8 bồ thóc nữa, chưa chắc đã hiểu nổi đâu. Nhưng mà cậu đã nói thế thì ta cũng nói sơ cho mà biết.
nghệ thuật làm ăn của ta là mua rẻ bán đắt, cho vay nặng lãi, lách thuế nhà quan. Nhưng vận dụng thì đâu có dễ. Làm ăn bất chính thế thì sao làm thầy ta được? Ta đã đi mãi mà chẳng tìm được ai làm thầy ta. Lần này về thì thư sinh kia ắt không dám coi thường ta nữa. Này anh ơi, nơi đồng vắng này anh nên tháo nhẫn vàng cất đi, kẻo gặp cướp lại khổ. Giữa ban ngày ban mặt thế này, cướp ở đâu ra mà chúng mày giỡn ta? Mau đưa hết tiền vàng ra đây. Có nghe chúng ta nói gì không? Mau tháo nhẫn vàng và tiền bạc trong người ra đây. Tôi xin các anh, xin các anh tha mạng. May mà mình còn toàn mạng. Giá mình nghe theo lời cậu bé chăn trâu kia thì đâu đến nỗi. Nơi đồng vắng này, anh nên tháo nhẫn vàng cất đi, kẻo gặp cướp lại khổ. Trời ơi, không ngờ đứa trẻ chăn trâu này lại là thầy mình thật. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.